Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Johnny Trí Nguyễn sống tự tại, chưa từng quan tâm đến tiền bạc. Nhân vật chính trong tập phát sóng mới của chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà vừa qua là Johnny Trí Nguyễn. Diễn viên Ngọc Lan Quốc Thuận, hai người dẫn dắt quen thuộc của chương trình đã có dịp trò chuyện cùng sao nam dòng máu anh hùng về cuộc sống và chuyện tình cảm bắt đầu bằng câu chuyện ngoại hình đột ngột thay đổi johnny trí nguyễn lý giải xưa nay mọi người nhớ về anh là nhớ hình ảnh những nhân vật trong phim tuy nhiên để nói về nhân dạng của johnny trí nguyễn sẽ không thể có một hình ảnh cụ thể nào anh không buồn vì những ý kiến khác nhau của khán giả mà tôn trọng tất cả mọi người bạn khen mà bạn thấy vui thì bạn cứ khen bạn chê mà bạn thấy vui thì bạn cứ chê miễn sao mình cảm thấy vui thôi khi được Ngọc Lan đề cập đến chuyện tài chính, Johnny trí nguyện nêu quan điểm khi mình thoải mái với cuộc sống, mọi thứ sẽ rơi đúng chỗ. Anh quan điểm không nhất thiết cứ nỗ lực vận động, làm việc mới tạo ra tài chính. Vì có người làm việc cả đời vẫn nghèo, người thoải mái cả đời vẫn giàu. Sự thoải mái đủ đầy từ bên trong sẽ truyền ra bên ngoài. Chưa bao giờ tiền bạc với anh là một vấn đề để quan tâm. Từ lớp 5 đã học tại Mỹ, Johnny Trí Nguyễn tự nhận bản thân là người chỉ làm việc mình thích. Đối với môn học anh không muốn, không một ai có thể bắt ép anh. Rung động đầu đời của Johnny Trí Nguyễn là vào năm lớp 10, nhưng đến năm lớp 11 anh mới có bạn gái đầu tiên. Tuy nhiên anh nhận định đây cũng chỉ là những tình cảm nhẹ nhàng. Đến khi lên đại học anh mới có một mối tình sâu đậm hơn. Sau 5 năm tìm hiểu, cả hai tiến đến hôn nhân, đến khoảng 12 năm chuyện tình kết thúc. Trong mối quan hệ này, Johnny Trí Nguyễn và vợ cũ có với nhau hai con gái, hiện các con đã lớn có thể sống tự lập còn vợ cũ của anh cũng có một gia đình mới tại Mỹ gần đây các con của anh về Việt Nam chơi Johnny Trí Nguyễn tiết lộ con gái nhỏ muốn theo nghệ thuật làm diễn viên con lớn thích viết truyện tiểu thuyết nhưng chỉ muốn giữ công việc ấy như một sở thích thông thường đến hiện tại Johnny Trí Nguyễn đã có một chuyện tình hạnh phúc khác với Nhung Katy tuy nhiên khi được hỏi về việc có dự định tiến xa hơn cho mối quan hệ này Johnny Trí Nguyễn chia sẻ Dự tính cho tương lai có nghĩa là mình phải đi tới một cái thắt gút, nó giống như một cái kết. Trong một bộ phim, cái kết trong một chuyến du hành nào đó là hết phim. Chúng ta thấy tất cả những truyện phim về tình cảm có cái kết là hai người yêu nhau. Cuối phim cưới, hết phim, thường phim về hôn nhân là những phim về bi kịch hôn nhân. Trí thấy, trí chưa muốn cái kết, trí muốn nó cứ hấp dẫn như phim dài tập. Về công việc, Johnny Trí Nguyễn hiện cũng có một dự án trong lĩnh vực liệt ảnh. Mọi thứ ngày càng nhiều hơn vì dòng ứ, từ thời điểm còn trong dịch, Johnny Trí Nguyễn và bạn gái Nhung Katy, cả hai đã đồng hành cùng nhau hơn 10 năm. Chia sẻ của Trí Nguyễn đang nhận được sự quan tâm của khán giả, còn bạn bạn nghĩ sao về điều này? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn phía dưới phần bình luận ngay nhé. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.